Xin chào, bạn đã thấy háo hức khi muốn bắt tay ngay vào luyện thi Mod Specialist chưa? Mình cũng muốn lắm rồi đây, nhưng mà hãy chờ thêm ít phút nữa nhé, để mình phổ biến cho các bạn chiến lược luyện thi Mod trên C1. Bởi vì khi có chiến lược đúng đắn và phù hợp, thì chúng ta chắc chắn sẽ đạt mục tiêu. Và đây cũng là cách bạn thấy mô hình luyện thi Mod trên C1 có thực sự phù hợp với phương pháp hay mong muốn của bạn không nhé. Ok, bắt đầu thôi. Thứ nhất, hãy nói về ngôn ngữ thi nhé. Hiện tại hệ thống trên Cityboard đã hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ và trong đó có cả tiếng Việt để bạn lựa chọn. Tức là đề thi hoàn toàn bằng tiếng Việt ở trong phần nội dung nhiệm vụ như bạn đang thấy trong hình. Tuy nhiên, đang khuyến khích các bạn nên thi bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Nghe tới đây, chắc nhiều bạn phản đối, chống trả quyết liệt phải không? Oh no, cho Đăng lý giải một phút nhé. Đầu tiên, bạn cần lưu ý, ngôn ngữ tiếng Việt chỉ có ở phần nội dung nhiệm vụ yêu cầu. Còn phần mềm thì vẫn là tiếng Anh và các thuật ngữ tiếng Anh trong phần mềm đều được các yêu cầu sử dụng một cách chính xác hoàn toàn. Đây chính là một lợi thế rất là lớn khi ta thi, bởi có thể ta không nhớ hoặc chưa biết cách làm thì chính những thuật ngữ trong yêu cầu của nhiệm vụ cho ta những gợi ý để lần mò. Hãy xem một ví dụ mà Đăng đã từng gặp và giải quyết như thế nào nhé. Đây là nhiệm vụ thứ 7 trong một bài thi thử. Việc làm sao để thi thử thì Đăng sẽ trình bày cho các bạn sau. Ở yêu cầu số 2, modify the sub-objective heading style to you 0.75 points expanded, v.v. Khi nhìn vào các keyword này là Đăng đoán ra ngay họ muốn mình làm gì. Thứ nhất, từ modify nghĩa là sửa và trong Word có hẳn lệnh với tên như vậy. Ok, tiếp nào. Modify thì phải modify cái gì? Nhìn vào các từ tiếp theo. Sub-objective heading style. Mình hiểu ngay là modify style rồi. Và tên style chính là sub-objective. Style này thuộc loại heading. Nếu bạn còn bỡ ngỡ thì rất là bình thường. Bởi vì khi luyện thi Word, các bạn sẽ được nói rất chi tiết về các thuật ngữ và chủ đề về style. Nên bạn đừng quá lo lắng. Hãy nhớ đây chỉ là phần minh họa cho lý giải về các lần mò của mình dựa trên thuật ngữ bằng tiếng Anh thôi. Ok, trở lại nào. To use 0.75 point expanded character spacing and center alignment. Từ khóa của câu này chính là character spacing, khoảng cách giữa các ký tự, và canh là alignment. Nghĩa là họ muốn mình sử dụng phần khoảng cách giữa các ký tự được mở rộng ra là 0.75 point và canh giữa đoạn văn bản. Thực sự mình không biết làm vì rất ít khi nào đụng tới vụ mở rộng khoảng cách giữa các ký tự. Còn việc canh giữa văn bản thì quá đơn giản rồi, đúng không? Và đây là cách mình lần mò dựa trên thuật ngữ tiếng Anh. Đầu tiên là mình phải mở cửa sổ thao tác trên Style với tên là Sub-Objective để bắt đầu modify cái đã. Việc này thì quá cơ bản vì khi làm việc với Style, bạn sẽ được hướng dẫn kỹ càng. Nào, vào tab Home. Ở group style, mình bung khung cửa sổ cho đầy đủ, dễ nhìn và tìm style tên là sub-objective. Đây rồi. Sau đó mình click chuột trái vào mũi tên sổ xuống này, tại style tên sub-objective. Bạn thấy chữ modify không? Đấy, chính là sự lợi hại khi thi bằng ngôn ngữ tiếng Anh nhé. Chưa hết đâu, hãy xem tiếp. Tới hồi gây cấn rồi đây. Khi chọn modify rồi, thì đây là cửa sổ cho ta thao tác với style ta đã chọn. Chính là sub-objective. Tuy nhiên, một rừng chức năng ở đây thì biết tìm đâu. Vì có nền tảng tốt nên mình phán đoán những gì liên quan tới khoảng cách các từ, ký tự, tức là spacing. Thì nó sẽ nằm trong phong Dialogbox, chính là hộp thoại thao tác phong chữ. Vì thế, mình sẽ mở phong Dialogbox lên bằng cách này. Ok. Phong Dialogbox mở lên rồi. Mà nhìn hoài không thấy spacing đâu. À, nhưng mà ta còn thêm một tab Advanced nữa. Nên mình click tìm cho hết để không bị bỏ sót. Click vào. Wow. Đập vào mắt mình chính là Character Spacing rồi. Thế là trong lòng mừng hết lớn. Bởi vì sure luôn là chính nó chứ không ai khác. Tuy nhiên, chưa thấy chữ Expanded đâu. Rồi còn 0.75 point nữa chứ. Thế là tiếp tục click lung tung thôi. Nếu bạn chưa có kinh nghiệm thì cứ có chỗ nào cho click thì cứ click. Ví dụ đầu tiên thấy
Scale. Cho click thì click thử xem thế nào. Toàn thấy con số phần trăm không là biết không phải rồi, đúng không? Rồi tới phần spacing nào. Click vào. Wow, các bạn thấy chưa? Chữ expanded đây nè. Chính nó đó. Còn không mau chọn ngay nữa. Và khi chọn thì tự động nó hiển thị ô nhập liệu với đơn vị PT. Chính là point chứ gì nữa. Và thay số 1 là 0.75 là xong rồi. Bạn thấy không? Các từ khóa trong yêu cầu đã giúp mình tự mò ra cách làm mà thực sự mình không biết. Bạn có đọc sách luyện thi cũng không có đề cập vì nó rất nhiều thứ linh tinh, lắc nhắc kiểu này thì sách đề cập khi nào mới hết. Đó chính là lý do sử dụng đúng ngôn ngữ tiếng Anh để tạo cho mình một lối thoát. Lý do thứ hai, đó là ngôn ngữ tiếng Việt rất phong phú, cho nên từ một thuật ngữ tiếng Anh khi dịch qua tiếng Việt lại có nhiều cách dịch khác nhau. Mình ví dụ một vài thực tế mà bạn thấy rõ, như file, có người sẽ gọi là tệp tin, có người sẽ gọi là tập tin, hoặc từ tab, có nơi dịch là thẻ, có nơi dịch là ngăn. Và rất khó tranh luận tính đúng sai ở đây, mà thường chúng ta phải chấp nhận bởi cộng đồng đã quen thuộc. Ở phía các chuyên gia hoặc những người làm chuyên nghiệp, họ sẽ không dịch các thuật ngữ đó mà dùng nó như một tên gọi. Và như vậy, trong suy nghĩ của họ, họ biết rõ nó là gì, không cần qua bước dịch lại làm gì. Thói quen này giúp chúng ta hoàn toàn có thể tập được vì nó đơn giản là một cái tên mang ý nghĩa gì đó. Mà ý nghĩa hay chức năng của nó thì mình sẽ được hiểu khi học và được thực hành. Khi mình quen với tên gọi mà cả thế giới đều quen thuộc thì ta cũng rất dễ dàng hòa nhập với cộng đồng thế giới, phải không? Mình hy vọng là bạn có thể tập được thói quen này vì nó rất có giá trị và hữu ích khi bạn nghiên cứu về tin học. Vâng, bạn có đồng ý với Đăng việc nên đăng ký bằng ngôn ngữ Anh không? Đó là tùy thuộc vào các bạn nhé. Và mình cũng xin lưu ý, với chương trình luyện thi của C1 sẽ tập trung vào các thuật ngữ tiếng Anh. Những thuật ngữ này sẽ được dịch qua tiếng Việt trong vài lần đầu tiên khi gặp, nhưng không được thường xuyên sử dụng đâu nhé. Ok, chiến lược đầu tiên của chúng ta là nên thi bằng ngôn ngữ tiếng Anh để có những sự hỗ trợ bằng từ khóa ngay trong yêu cầu. Chiến lược tiếp theo, ta sẽ bám sát yêu cầu về kiến thức và kỹ năng cho từng chứng chỉ thi từ MyShop. Nào, hãy xem yêu cầu của từng môn thi do chính MyShop đề xuất nhé. Đây là trang mô tả chi tiết về chứng nhận MOS của MyShop. Địa chỉ sẽ được gửi trong phần textbook của video này khi các bạn xem trên trang hocmos.com nhé. Do ta đang quan tâm tới phiên bản 2010, nên ta sẽ click vào liên kết này để xem chi tiết. Đây là tất cả các môn thi trong version 2010. Mỗi môn đều có mã của nó. Word là 881, Excel 882, vân vân. Ta muốn xem yêu cầu chi tiết của từng môn thì hãy click vào liên kết mã môn nhé. Ví dụ, ta hãy xem yêu cầu của Word nào. Phần mô tả chung chung, bạn có thể xem ở mục Skill Measure này. Nhưng mà cái ta cần tập trung nhất chính là phần này. Mô tả rất rõ các kiến thức và kỹ năng cho từng mục. Đây có thể xem như một tấm bản đồ toàn diện để ta biết cần phải học gì, luyện gì. Và đây chính là bí kíp mà ta sẽ luyện trong khóa luyện thi cùng C1. Sách luyện thi MOS 2010. Chúng ta xem đề cương ôn thi trong sách này một chút nhé. Bạn thấy các mục này quen không? Vâng, chính là các mục yêu cầu kiến thức và kỹ năng của MyShop đưa ra dành cho phần thi World 2010. Quá đỉnh! Ôn luyện sát theo yêu cầu của MyShop thì còn lo lắng gì nữa. Và C1 dựa hoàn toàn trên sự hướng dẫn của ebook này để có được chương trình luyện thi cho bạn. Ebook này chuẩn bị sẵn sàng các bài tập thực hành và bạn sẽ được C1 hướng dẫn cách làm đầy đủ từng bước một. Vậy là phần tài liệu ôn luyện và kỹ năng thực hành trên kiến thức được yêu cầu bởi chính chủ nhân của nó là MyShop đã yên tâm rồi nhé. Và giờ là chiến lược cuối cùng của C1, đó là tích cực thi thử. Wow, vậy ta có thể thi thử được ha? Yeah, được đó chứ. Đó chính là ta sẽ sử dụng phần mềm Gmatrix SMS. Bạn thấy quen không nào? Chính là các video minh họa thi thử mà bạn bắt gặp trong video đầu tiên mình đã giới thiệu. Gmatrix SMS là phần mềm giúp ta có thể tiếp cận việc thi MOS, rất giống với khi ta thi chính thức. Ngoài ra, ở phần mềm này có chế độ training, nghĩa là dành cho huấn luyện, sẽ giúp ta có cách giải quyết yêu cầu dựa trên hướng dẫn dưới dạng văn bản như thế này.
Để có thể thi thử trên Zmagic thì ta cần có tài khoản. Dĩ nhiên là phải mất phí rồi. Nhưng bạn yên tâm, khi học trên C1, bạn sẽ được cấp tài khoản thi thử miễn phí vì C1 đã mua cho bạn. Hãy yên tâm nhé. Như vậy là bạn đã biết được 3 chiến lược luyện thi của C1 rồi đấy. Rất đơn giản. Thứ nhất, tập trung vào ngôn ngữ tiếng Anh. Thứ hai, học và luyện sát theo yêu cầu của MyShop. Cuối cùng là hãy thi thử ít nhất 4 lần trên tài khoản Zmagic để làm quen với giao diện thi chính thức. Ổn định tâm lý, tự tin và đạt mục tiêu. Chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hết video này. Trong video tiếp theo, Tăng sẽ dành một món quà tặng rất hấp dẫn và chỉ có duy nhất trong dịp này. Bạn hãy đón xem video sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.